Chào mừng các cậu đã quay trở lại với kênh Way to Way Anime cùng với series Boku no Hero Academia. Trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu tiếp về những học sinh tài năng của lớp 1A nhé. Và không để các cậu phải chờ lâu nữa, chúng ta hãy đến video ngay thôi. Let's go! 1. Denki Kaminari, có tên anh hùng là Stun Gun Hero Chargebolt. Kaminari là một cậu bé thân thiện, hòa đồng và năng động. Cậu thích đi chơi với mọi người. Cậu là người rất dễ nói chuyện và hòa đồng. Cậu còn có thể nói chuyện và trở nên khá thân thiện được với người cục xúc như Bakugo. Đôi khi, Kaminari có xu hướng cãi cùn và liều lĩnh, nhưng cậu luôn có ý tốt. Denki có đôi lúc tán tỉnh các cô gái trong lớp và thậm chí cả những người từ các lớp khác. Cậu không may mắn lắm trong cách bắt chuyện của mình, nên cậu hay bị ngó lơ hoặc từ chối nói chuyện. Kaminari cũng là một người thích đùa giỡn và thích trêu chọc người khác bằng những câu nói có phần mỉa mai của mình. Kaminari có học lực không khá lắm ở trường vì cậu không chăm chỉ cho lắm và rất dễ bị sao nhãng. Cậu dường như không chú ý nhiều cho các giờ học. Cậu cảm thấy những bài giảng rất nhàm chán và có xu hướng mệt mỏi và kích động sau mỗi bài kiểm tra. Và lại, cậu cũng thường xuyên thể hiện sự thiếu khéo léo và thông minh cả ở trong và ngoài. Điều này khiến nhiều người đánh giá thấp khả năng của cậu với vai trò là một anh hùng. Mặc dù vậy, Kaminari có một số lượng kiến thức đáng ngạc nhiên về một số lĩnh vực như văn học, nghệ thuật và âm nhạc. Kaminari thường trở nên quẫn trí khi rơi vào tình huống căng thẳng, thậm chí còn tỏ rõ vẻ bất lực trước kẻ thù cũng như đồng minh. Trong khi chiến đấu, cậu rất dễ rơi vào trạng thái hoảng loạn và có thể vô tình kích hoạt năng lượng khi đối mặt với bất kỳ nguy hiểm sắp xảy ra, và điều này cũng khiến bản thân cậu dễ bị tổn thương. Cậu hay trở nên lưỡng lự khi sử dụng năng lực của mình, bởi nó có thể vô tình làm tổn thương đến đồng đội. Và khi đã được đảm bảo rằng người đồng đội của mình an toàn, Kaminari tự tin hơn vào khả năng chiến đấu của mình. Cậu sẽ không tha thứ cho những người coi thường bản thân mình hoặc bạn bè. Mặc dù Kaminari không có khả năng đánh cận chiến, nhưng bù lại, cậu có năng lực có sức hủy diệt cao và có thể lan rộng. Kaminari cũng có một cơ chế phòng thủ, đó là có dòng điện chạy quanh người, nên khi đối thủ chạm vào người cậu sẽ bị giật điện nhẹ hoặc thậm chí có thể bị tê liệt. Do đó, Kaminari là một đối thủ đáng gờm nếu phải chạm trán trong một trận chiến, đặc biệt là những người phụ thuộc vào cận chiến. Khả năng phóng điện của Kaminari có thể lan ra nhiều hướng khác nhau, do đó nó có thể gây ảnh hưởng đến đối thủ ngay cả khi không tác động vào dòng điện. Điều này vừa là lợi thế nhưng cũng là trở ngại lớn khi chiến đấu của Kaminari. Cậu có thể hạ một lúc nhiều đối thủ nhưng cũng có thể đả thương chính đồng đội của mình. Khi Kaminari vượt quá giới hạn năng lực của mình vì không kiểm soát được, cậu sẽ bị biến thành một tên ngốc cười khúc khích trong khoảng thời gian ngắn. Mặc dù không phải là một trong những thành viên thông minh của lớp 1A, nhưng Denki vẫn có một kỹ năng chiến lược. Trong khóa huấn luyện chung, cậu đã nghĩ ra một chiến lược để đánh bại Ibara Shiozaki, một trong những học sinh đáng gờm nhất của lớp 1B. Trong giai đoạn sơ bộ của bộ truyện, thiết kế của Denki hoàn toàn khác biệt với thiết kế hiện tại. Cậu trông hung ác hơn nhiều, mái tóc cũng dài và nhọn hơn. Thiết kế ban đầu này cũng có nhiều điểm tương đồng với Present Mike. Và sau đây là một số sự thật thú vị về cậu bạn này. Thức ăn ưa thích của Kaminari là hamburger. Vai trò của cậu là gắn kết lớp 1A. Chữ Hán trong tên của Denki dịch thành điện và họ của Denki được phát âm giống như từ tiếng Nhật có nghĩa là sấm sét. Denki và Kyoka Jiro có chung nhà thiết kế trang phục. Thành tích của cậu từ khi vào UA như sau. Xếp thứ 16 trong bài kiểm tra năng lực. Xếp thứ 20 trong bài kiểm tra lý thuyết giữa kỳ của lớp 1A, hạng trong 16 tại Đại hội Thể thao UA. Denki đã nhận được tổng 272 đề cử từ Pro Heroes trong màn trình diễn tại Đại hội Thể thao UA, khiến cậu trở thành học sinh hạng 1A được đề cử nhiều thứ năm. 2. Eijiro Kirishima, có tên anh hùng là Red Riot. Kirishima là một chàng trai sôi nổi và có tính cách hướng ngoại, thích khái niệm nam tính. Thường sử dụng các thuật ngữ nam tính và không nam tính để mô tả mọi thứ và ngay cả con người. Những người có tấm lòng cao thượng, dũng cảm và quyết đoán thường dễ dàng chiếm được sự ngưỡng mộ và tôn trọng của cậu. Đồng nghĩa với nó, cậu rất ghét những người có đặc điểm trái ngược, chẳng hạn như hèn nhát và chơi bẩn. Bản chất của Eijiro rất quyết đoán và vị tha. Cậu luôn đặt sự an toàn của người khác lên trước bản thân mình. Kirishima là một fan hâm mộ lớn của Crimson Riot, một anh hùng mà cậu được truyền cảm hứng. Eijiro rất trung thực và tốt bụng. Nhờ tính cách vui vẻ hoạt bát của mình, cậu có thể dễ dàng kết bạn với mọi người, đặc biệt là những người có quyết tâm. Trung thành và tận tụy với bạn bè, Eijiro sẵn sàng phá vỡ các luật lệ để giúp đỡ hoặc cứu họ. Và nếu không cứu được họ, Kirishima sẽ tỏ ra vô cùng hối hận. Cậu luôn cố gắng cải thiện khả năng và sức mạnh của chính mình, không trở thành gánh nặng của người khác. Kirishima đã chứng tỏ mình là một cá nhân rất đáng gờm trong nhiều trường hợp. Cậu đứng thứ 2 trong kỳ tuyển sinh UA và vị trí thứ 8 trong bài kiểm tra năng lực. Đây đều là những thứ hạng rất đáng nể. Năng lực của Kirishima cho phép cậu biến tất cả các bộ phận của cơ thể trở nên cứng cáp.
khiến da thịt trở nên lởm chởm và sắc nhọn giống như đá. Tuy nhiên, cậu cũng có giới hạn về mức độ làn da cứng có thể chịu được. Điều này khiến cho năng lực tự tiêu tan dần. Năng lực của cậu là thế mạnh trong những kỹ thuật cận chiến và phòng thủ, tuy nhiên lại khá bất lợi trong những trận chiến tầm xa. Cậu có thể khiến đối thủ nhận sát thương khá cao khi tấn công trực diện. Cơ thể rắn chắc của cậu có thể chịu được khá sát thương. Trong khi sử dụng năng lực của mình, sức mạnh thể chất của Ejiro dường như được tăng lên đáng kể. Ejiro cũng có thể phá vỡ nhiều lưỡi kiếm kim loại chỉ bằng một cú đánh bằng khuỷu tay, cũng như phá hủy một bức tường với sự giúp đỡ của Izuku. Sau đây là một số sự thật thú vị về Kirishima. Thức ăn ưa thích của cậu là thịt. Vai trò của cậu là gắn kết lớp 1A với tính cách của mình cùng với Denki Kaminari. Ejiro và Tetsu lớp 1B có nhiều điểm tương đồng với nhau, như là cùng sinh nhật vào ngày 16 tháng 10 và có năng lực tương tự. Cả hai đều chọn văn phòng của Fort Kite để có kinh nghiệm làm việc. Cả hai đều có răng nhọn và trang phục anh hùng tương tự. Ejiro và Handa Zero có chung nhà thiết kế trang phục. 3. Tomiyaki Fumikage có tên anh hùng là Jet Black Hero Tsukuyomi. Fumikage có tính cách nghiêm trọng và tập trung. Cậu là một người ít nói, nhưng khi Fumikage hợp tác với những người khác, cậu trở nên hòa đồng hơn trong việc giúp đỡ đồng đội, trấn an và cảm ơn họ vì đã nỗ lực. Fumikage thích bóng tối và các khái niệm liên quan khác. Cậu tự coi mình là sinh vật của bóng tối. Tuy nhiên, cậu cũng có một chút bí ẩn. Cậu nhận thức được giới hạn và sự hiểu biết của chính mình, nên cậu luôn lùi bước khi không còn khả năng chiến đấu. Cậu luôn tiếp thu những ý kiến từ nhiều người để hoàn thiện khả năng của bản thân hơn. Fumikage nghĩ rất ít về danh tiếng và sự thờ hình tượng, nhưng cũng không thể chịu đựng được việc người khác xem thường. Cậu đã liên tục chứng minh là một trong những thành viên mạnh nhất của lớp 1A. Kỹ năng của Fumikage đã giúp cậu giành được vị trí thứ 9 trong kỳ tuyển sinh UA và vị trí thứ 5 trong bài kiểm tra năng lực, cũng như vị trí thứ 3 tại Đại hội Thể thao UA. Fumikage thành thạo năng lực Dark Shadow của mình một cách đáng kinh ngạc. Năng lực này có thể coi là một trong những năng lực toàn diện nhất bởi nó vừa có lợi cho cả tấn công và phòng thủ và thậm chí hỗ trợ các hoạt động cứu hộ. Năng lực của cậu là tạo ra một quái vật bóng tối từ cơ thể. Năng lượng của Dark Shadow bị hạn chế và có thể bị suy yếu bởi ánh sáng. Khi hết năng lượng, Dark Shadow rút lại vào cơ thể của Fumikage. Sử dụng lời khuyên mà All Might dành cho cậu, Fumikage giờ đây có thể sử dụng Dark Shadow trong chiến đấu tầm gần. Trong kỳ thi cấp phép tạm thời, Fumikage đã sử dụng lời khuyên đó và kinh nghiệm có được trong các kỳ thi cuối cùng để tạo ra Black Arc, một năng lực siêu di chuyển giúp loại bỏ điểm yếu về thể chất của Fumikage. Cậu đã có thể làm điều này chỉ trong 5 ngày đào tạo chuyên sâu. Fumikage cũng là một trong những người có đầu óc chiến lược tốt, tuy nhiên có một hạn chế trong năng lực của cậu, đó là tính cách, sức mạnh, khả năng phòng thủ và khả năng điều khiển của quái vật bóng tối phụ thuộc vào điều kiện bóng tối cao. Trong ngày sáng mạnh, Dark Shadow yếu hơn và kích thước nhỏ hơn, nhưng vẫn có sức mạnh và khả năng phòng thủ đáng kể và dễ điều khiển hơn. Trong bóng tối hoàn toàn, Dark Shadow lớn mạnh hơn nhiều. Nó mang lại cho Fumikage sức mạnh và khả năng phòng thủ đáng gờm hơn. Tuy nhiên, Dark Shadow khó kiểm soát hơn cho bóng tối vì trong môi trường này, nó thường trở nên hung hăng đúng với bản chất thật. Tiếp theo là những sự thật thú vị về Fumikage. Tên của cậu trong tiếng Nhật có nghĩa là bóng tối vĩnh cửu. Tên anh hùng của Fumikage, Tsukuyomi, xuất phát từ Tsukuyomi no Mikoto, một vị thần mặt trăng của văn hóa thần đạo. Thức ăn ưa thích của cậu là táo. Một số thành tích của Fumikage bao gồm xếp thứ 9 trong kỳ thi tuyển sinh UA, xếp thứ 5 trong bài kiểm tra năng lực. Fumikage đã nhận được tổng cộng 360 đề cử từ Pro Heroes trong màn trình diễn tại Đại hội Thể thao UA, khiến cậu trở thành học sinh được đề cử nhiều thứ 3. 4. Tsuyu Asui, có tên anh hùng là Froppy. Tsuyu là một cô gái thấp bé với dáng người tương đối mảnh khảnh so với các bạn cùng lớp nhưng lại có bàn tay to hơn bình thường. Ngoại hình của cô trông khá giống với một chú ếch, nhưng miệng rộng, rủ xuống một chút ở giữa và đôi mắt hình bầu dục với tròng đen. Tsuyu có nhiều động tác giống ếch như nhảy lên bằng tất cả 4 chi thay vì 2 chân như người bình thường. Tsuyu là một người thẳng thắn và thoải mái, luôn bộc lộ trực tiếp những gì cô ấy nghĩ về người khác. Tsuyu thích được gọi là Tsu, nhưng chỉ bởi những người mà cô coi là bạn bè. Cha mẹ của Tsuyu luôn bận rộn trong công việc, vậy nên cô phải trở thành người chăm sóc hai đứa em của mình từ nhỏ. Vì lý do đó, Tsuyu đã trở thành một cá nhân trưởng thành và có trách nhiệm. Điều này cũng giúp Tsuyu biết cách lãnh đạo và chăm sóc mọi người. Cô rất bình tĩnh và biết cách quan sát. Cô có khả năng giữ vững tinh thần và tập trung ngay cả trong những tình huống căng thẳng nhất. Là học sinh danh dự từ khi học cấp 2, Tsuyu có khả năng phán đoán tuyệt vời. Cô có thể dễ dàng truyền đạt những lời mình muốn nói và rất ít khi xúc động. Điều này khiến cô trở thành một đồng đội đáng tin cậy. Vì những lý do đó, Recovery Girl mô tả cô là một trụ cột hoàn hảo của sự hỗ trợ cảm xúc. Tuy nhiên, ngay cả Tsuyu cũng có giới hạn trong việc kiểm soát cảm xúc.
Những lời nói thẳng thừng của cô cũng có thể trở nên vô cùng khắc nghiệt và dẫn đến cảm giác tội lỗi và hối hận khi những lời nói đó chống lại bạn bè. Năng lực của Tzu-yu cho phép cô mô phỏng chính xác những khả năng của một chú ếch như nhảy xa, kéo dài lưỡi đến tối đa 20m, bám dính lên tường, rửa dạ dày của mình, tiết ra một chất độc gây ngứa nhẹ, ngụy trang. Nhưng cũng vì mang đặc tính của một chú ếch, khi Tzu-yu tiếp xúc với nhiệt độ lạnh quá lâu, cô có thể rơi vào trạng thái ngủ đông và không thể sử dụng năng lực. Tzu-yu là một người có năng lực khá toàn diện, năng lực của cô vượt trội trong cả chiến đấu cận chiến và từ xa. Sự nhanh nhẹn của cô là một lợi thế rất lớn trong chiến đấu, nhưng cú nhảy mạnh mẽ của cô đã phát huy rất tốt trong việc né đòn. Tzu-yu cũng có thể sử dụng chiếc lưỡi thon dài của mình để vật đối thủ hoặc tấn công. Cô cũng sở hữu khả năng hỗ trợ đồng đội rất tốt. Tzu-yu là một học sinh rất xuất sắc. Cô có ít hoặc không có điểm yếu và có thể hỗ trợ cho bất kỳ ai, ngay cả một người mạnh mẽ như Fumikage Tokoyami. Khả năng tổng thể của cô khiến cô trở thành một trong những nữ sinh mạnh nhất trong lớp. Khả năng của Tzu-yu đã thu hút sự chú ý của Nejire Hado, học sinh mạnh thứ 3 của Big 3 của trường trung học UA, người đã đề nghị Tzu-yu và Ochako cùng thực tập với cô dưới sự dạy dỗ của Ryukyu, anh hùng số 10, trước đây là số 9. Đây là một số sự thật về Tzu-yu. Mùa yêu thích của cô là mùa mưa, món ăn yêu thích của cô là thạch. Tzu-yu ban đầu được thiết kế là một nhân vật nam, nhưng đã bị biến đổi thành nữ vì lớp 1A thiếu nữ vào thời điểm đó. Tzu-yu, Momo Yao Yorozu, Minoru Mineta và Mina Ashido đều có chung một nhà thiết kế trang phục. Một số thành tích của Tzu-yu: xếp thứ 13 trong bài kiểm tra năng lực, xếp thứ 6 trong bài thi giữa kỳ của lớp 1A, được xếp hạng trong top 42 của giai đoạn đầu tiên của Đại hội Thể thao UA. 5. Momo Yao Yorozu, có tên anh hùng là Everything Hero Creative. Yao Yorozu là một người rất thận trọng, tận tụy, tính cách của cô giống như một nhà lãnh đạo bẩm sinh. Cô ấy thường là người đứng đầu và luôn bình tĩnh cho các tình huống nguy hiểm. Yao Yorozu cũng rất thẳng thắn và vị tha, cô luôn muốn bạn bè của mình trở nên tốt hơn. Cô là một học sinh được đề nghị tuyển thẳng vào UA. Khả năng của cô đã giành được vị trí số 1 cho bài kiểm tra năng lực. Năng lực của Yao Yorozu có thể tạo ra bất kỳ thứ gì từ những tế bào cơ thể của cô. Để tạo ra thứ gì đó, Yao Yorozu cần hiểu cấu trúc phân tử của vật liệu hoặc vật thể được làm từ gì. Momo đã có thể tự mình chế ngự được Fumikage Tokoyami trong một khoảng thời gian ngắn trong đại hội thể thao UA. Momo có thể khéo léo sử dụng một số vũ khí để chống lại đối thủ của mình cho cả mục đích tấn công và phòng thủ. Yao Yorozu được xếp hạng là người có trí thông minh cấp S, là một thiên tài. Kỹ năng phân tích của cô rất nhanh nhạy. Yao Yorozu có thể dễ dàng đưa ra các chiến lược trong các trận chiến và các tình huống khẩn cấp. Yao Yorozu được các bạn đồng trang lứa coi là một gia sư cực kỳ giỏi, tổ chức một số lớp học cho các thành viên khác của lớp 1A. Trải qua quá trình rèn luyện trong thời thơ ấu, Momo có khả năng chơi piano và các nhạc cụ có phím khác. Cô cần ăn một lượng lớn thức ăn đáng kể để năng lực của cô ấy có hiệu quả. Tuy nhiên, cô phải mất một khoảng thời gian dài hơn để tạo ra các vật thể lớn. Năng lực của cô có thể là lý do cho vóc dáng thon thả của cô khi cô liên tục đốt cháy chất béo của cơ thể để tạo ra các vật thể. Nhưng đây cũng có thể là một điểm yếu lớn, bởi nếu cô ấy tạo ra vật thể quá nhiều mà không đủ lượng calo, sức khỏe của cô có thể bị suy giảm và có thể dẫn đến việc bị thiếu máu. Sau đây là một số sự thật thú vị về Yao Yorozu. Cô rất thích đọc sách, đặc biệt là bách khoa toàn thư. Momo, Minoru Mineta, Mina Ashido và Tzu-yu Asui đều có chung một nhà thiết kế trang phục. Một số thành tích của cô tại UA: xếp hạng 1 trong bài kiểm tra năng lực, xếp hạng 1 trong bài kiểm tra giữa kỳ của lớp 1A, được xếp hạng trong top 16 của giai đoạn đầu tiên của Đại hội Thể thao UA. Momo đã nhận được tổng cộng 108 đề cử từ Pro Heroes cho màn trình diễn tại Đại hội Thể thao UA, khiến cô trở thành học sinh lớp 1A được đề cử nhiều thứ 6. Trên đây là 5 học sinh tiếp theo của lớp 1A. Vậy là chúng ta đã đi qua được tổng cộng 10 trên số 20 học sinh của lớp 1A trên trung học UA khoa anh hùng rồi. Các cậu có tò mò về những học sinh khác không? Nếu có thì hãy subscribe cho Way to Way Anime để đón xem những video tiếp theo về Boku no Hero Academia nhé! Nếu các cậu thích video này thì hãy like, share và để lại bình luận để chúng tôi hoàn thiện video hơn nhé! Hẹn gặp lại các cậu trong những video lần sau. Way to Weird out!